luôn hả? Được ghê vậy. Vậy là không phải đầu in hả? Không phải gì ta. Ngọc mượn máy mới hả? Máy mới đưa giấy mật qua thử có vậy không? Máy mới không bị rồi chứ thử rồi. Mật giấy này luôn nè. Ừ. Bữa mình giao không có cái mới gì luôn mà. Tôi chưa biết.